Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 10 năm trở lại đây, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản địa chất cùng với các giá trị di sản khác đã trở thành một xu hướng mới của thế giới về bảo tồn thiên nhiên. Điều đáng mừng là dựa vào những giá trị địa chất nổi bật, hiếm có mà nhiều bản làng vùng cao đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, mang lại cuộc sống ấm no hơn cho những nơi từng bị coi là đói, là nghèo. Và hãy đến với câu chuyện của những người dân bản Tà Làng bên dòng sông Nho Quế, những người đã gác lại việc nương, việc rẫy để trở thành những lái thuyền chuyên nghiệp, được khách tham quan vượt sông Nho Quế, ngắm hẻm Tu Sạt. Con đường từ trên đèo Mã Pì Lèng xuống tới bến thuyền sông Nho Quế để đi ngắm hẻm Tu Sạt phải vượt qua tầm 4 đến 50 khúc cua. Thế nhưng, dù mưa hay nắng thì khách du lịch tới đây vẫn đoàn nối đoàn. Khách trong nước hay khách nước ngoài đều tới đây bởi sự tò mò, ngưỡng mộ về một điểm đến tuyệt đẹp và kỳ vĩ. Tôi thì được xem qua truyền hình rồi báo chí. Thì hôm nay có thời gian và điều kiện để đưa gia đình đến để tham quan. Mặc dù thời tiết hôm nay thì nó mưa nhưng mà phong cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng nói thật là chưa thấy chỗ nào đẹp như thế này. Bởi thứ nhất là cảnh, thứ hai là thảm thực vật rất là xanh, nước cũng rất là trong, tạo ra sự phản chiếu khiến cảnh nơi đây càng tuyệt vời hơn. Những lời ca ngợi của du khách không hề quá nếu chúng ta được một lần đứng trên mũi thuyền đi qua hẻm Tu Sạt với chiều cao vách đá lên tới 700-900m, chiều dài tới 1,7 km. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà hẻm Tu Sạt được mệnh danh là đệ nhất hùng quan của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Cũng nhờ sự kỳ vĩ, độc nhất của di sản địa chất này mà đời sống của những lái thuyền thôn Tà Lùng, xã Tà Lùng, huyện Mèo Vạc như anh Hoàng Văn Tâm đã bắt đầu thay đổi, dù mới tham gia làm du lịch một thời gian ngắn. Gia đình tôi xưa thì ở dân địa phương đây thì đa số là đồi núi, thì vẫn là làm trồng ngô và là chăn nuôi thêm con gia súc. Nên bây giờ cái cuộc sống mà từ khi là phát triển du lịch, gia đình cũng có tham gia làm thuyền, làm nhà thuyền phục vụ khách du lịch, thì cũng có thấy cuộc sống nó cũng cải thiện hơn đôi chút. Để đảm bảo hài hòa giữa việc khai thác du lịch với gìn giữ những giá trị di sản địa chất, chính quyền địa phương đã định hướng thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Dịch vụ Tu Sạt nhằm tạo một tuyến du lịch chuyên nghiệp cả về cơ sở vật chất lẫn con người, tương tự cách làm tại nhiều khu du lịch nổi tiếng như Tràng An hay Hạ Long. Các lái thuyền đều được tập huấn về nghiệp vụ phục vụ trên thuyền, nghiệp vụ du lịch ấy, phục vụ trên thuyền ấy, với lại tập huấn các lớp về phòng chống cứu hộ cứu nạn để trong quá trình mình vận hành ấy, được đảm bảo hơn. Vượt cả trăm cây số với những khúc cua tay áo liên tục, thế nhưng hẻm Tu Sạt giờ đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi tới với Hà Giang. Việc biết tận dụng những giá trị di sản địa chất và dần chuyên nghiệp hóa cách thức làm du lịch đã biến nơi đây thành một điểm đến hấp dẫn và tấp nập. Đây cũng có thể coi là động lực để các địa phương khác có thể tính tới việc phát triển kinh tế trên nền tảng di sản địa chất.